Anh rẽ đây là rẽ đây lại rẽ đền Trần. Nhiều đường có đền Trần lắm. Đường 38 đấy. Chắc là sẽ đưa đền Trần vào cái đoạn giữa của thành phố. Bởi vì là quan trọng là cái khu mộ đằng chỗ ông bà nó mà phát triển nhiều với đằng ấy là nó dễ di đi lắm. Núi Lộc ấy. Vâng. Sau này cơ. Sau này nó phát triển trong năm 30-40 năm nữa không biết thế. Nó rất có thể nó di. Và cái khu nghĩa trang nó đưa hết đi chứ. Mình không ở gần được cái gì. Đây là đường Hưng Yên. Đường Hưng Yên này anh. Lò sát sinh anh. Ngày xưa đấy. Cái lò sát sinh ngày xưa của mình. Bây giờ nó gọi đường Hưng Yên. Trấn Đạo đi, chứ đừng đi vòng kia đâu phải xe. Đâu, Trấn Đạo nào? Đây đi về, đây là đi về chỗ Trấn Đạo, Trấn Ninh đi. Bây giờ đang vào đường, đang sắp gặp đường Trường Chinh đây này. Đừng đi đường kia nữa, đừng đi vào vòng kia. Chiều cũng đi. Thế cắm thẳng tuần mấy dẹt đi có sướng không? Đi mấy dẹt. Dẹt bác Hồng đi được mấy dẹt không? Ông ra được Trần Huy Liệu về nhà mình ngon không? Cho bác xem cái khu thương mại đấy. Nó phá mấy dẹt đi. Nó xây nhà nó bán đấy. 8 tỷ một suất. 8 tỷ một suất cả? Vâng. To không? 3-4 tầng. Xây xong rồi làm hết rồi. Mỗi xác không thôi còn. Tức là một suất là bao nhiêu tiền? Dạ? 8 tỷ đấy anh. Bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu mét vuông xin lỗi. Nó có 80 mét anh ạ. Sao mà nó có công an đứng kia? Ừ, nó chặn vậy anh. Chặn nó bẫy mà, anh nào đi không xin đường cái này rẽ này. À, anh rẽ trái nhá. Không có xi nhan nhá. Dạ. Ở đây có bẫy à? Bẫy, đây đấy đang ngòm nhòm qua cái xe này. Thanh niên mà nhòm công an là nó nghĩa vụ mới là bị hết. Đưa ra đây kiếm tiền hết. Thế đi rẽ đây mà không có xi nhan là... Rẽ phải, không có xi nhan là dính vào. Thế có bằng chứng đâu, có ảnh gì đâu. Ôi giời. Nhìn thấy chứ cãi sao được. Nhìn ông bằng chứng chứ, ông phải có bằng chứng. Cái lúc nó thế thì làm gì có xi nhan. Đó, thì tôi vừa tắt. Thì có bằng chứng. Mỗi một cậu đứng như thế là cũng sai luật, phải có hai cậu trở lên. Làm việc là phải hai người trở lên. Và phải có bằng chứng. Chứ không có người ta cãi lại là công an thua. Công an thì vẫn nạt được những người yếu rồi. Dân nó chẳng sợ đâu mày. Có tội nó mới sợ đâu, bình thường chẳng sợ đâu. Đây thằng Tuột em Trần Lão, thằng Tuột ra cửa Đông. Cửa Đông rẽ tay phải ra đường Trần Phú đấy. Đường mấy dẹt đấy không ra, nhưng Trần Ninh Điệu về nhà mình. Phải đường luôn, đi phải hết đấy. Đây cái đường điện nó vẫn ở trên cao, nó chưa cho xuống dưới được. Cái thằng phó chủ tịch phường Bảy Triệu nó đòi nhà con nánh nó xây như nhà 3 tầng đẹp vậy. Bé con qua nó xây đẹp thế. Như nào? Không, nói chuyện với bạn hàng. Con bạn. Thuê nhà. Xây lên đẹp nhỉ? Ừ. Ui, đằng sau đó mà dây hẳn nó dãy như không luôn em ạ. Hủi lắm ờ. Bên đấy, trong đấy nó là xưa nó là cái nhà kho của cái gì sao vậy? Nó đúng như hệ thống thoát nước ấy, rộng khoảng chừng 1,5 m. Em ạ, cống. Anh ra rồi, ui giời, xả nước hồi lắm. Khoảng lưu không dài thế này luôn, dài sát đến chỗ cái đường vào ngõ Trung Quốc luôn này. Cái đường này chạy dài luôn, không biết là cái nhà khu nhà đấy là khu nhà gì. Nó để khoảng 1,5 m để làm nước thải ở đây. Mái nhà nó chảy nước chảy rồi nó thải ở đây.
Nhà ông này ôm trọn đấy luôn, thái hạ, ôm trọn luôn. Đấy là con Trương nó toàn mở cửa ra đấy chứ, có một cái cửa mở ra đấy. Đun than tổ ong, biết các thứ nó toàn đặt bếp vào đấy. Dạp này bây giờ còn ai xem, nó bán được vé. Tới đây rẽ, tới đây rẽ phải. Ngày xưa là toàn ra đây, hồi nhỏ toàn ra đi chơi, coi như mình ở đường. Đây trước nó có cửa hàng kem. Như mình hàng tiếc này, toàn ra đây. Chỗ này là cái điểm chơi. Ngày xưa nó chưa có ô tô, bây giờ còn mỗi cái bọn bán hoa này còn, yeah. Còn nó dẹp hết rồi, thay đổi hết. Cái vườn hoa thì vẫn còn, đây có cái cầu trượt, trượt thủng đít rồi. Hồi anh Minh may cho cái quần vá thêm miếng để trượt đấy. Đây này góc này, ông cứ ra đây ông tìm ra đi về. Ông đấy mất cái xe lên. Mất cái xe đạp nó chặt cả cành cây, ông khóa vào cành cây, chặt cả cành cây, võng xe nó bác nó chạy. Ông đuổi ra chỗ cửa hàng, chỗ ngách ngân hàng đấy mà dân nó chẳng, nó chạy ở chỗ nhà chỗ ngõ bà Bây và Phương ấy, chạy ở đấy, ngõ Văn Nhân. Thực ra cái chỗ này làm cái đám cưới ngoài trời rất hay. À không, tức là mình sẽ có những cái mái kính ở... Cái này đâu vậy? Chỗ này làm cái này bảo tàng tỉnh, nó không cho làm đâu. Nó để làm cái gì? Không, bảo tàng tỉnh các bạn. Tiền. Đây là bảo tàng tỉnh. Nó thuộc về văn hóa. Chứ đám cưới ở đây rất đẹp. Làm cái đám cưới ngoài trời, mấy cái vườn hoa này rất phù hợp. Nó vừa vàng, nó vừa phải để ít cái những cái bàn ấy. Các cái chỗ để cắm các cái ô to. Cỏ cây đẹp. Đấy anh này bây giờ nó lên. Kìa anh nhà nó bán 8 tỷ kìa anh nhà. Xây bên nữa bên tay phải. Đất đi nhỉ, đất như đấy tay phải đấy. Được 80 mét. 80 mét nó xây vậy đấy, đúng xây vậy đấy. Sao còn bộ cái nhà mới không những phụ là gạch kiếc mình phải làm vào trong mình làm hết. Nó chỉ có xây thô ngoài vậy thôi. Nó làm cái nhiều pháp. Vâng, 3 tầng là 4 tầng. Tức là cái toàn bộ nhà mới dẹp nó phá hết. Phá hết rồi. Thành ra là bán đất mũi tiền. Đây này, nó bán này đấy. Nó xây đúng cái vậy đấy. Cái nam gian nó làm đúng kiểu pháp đấy. Lấy tiền ở đây để nó đi mở màn cho nó. Đấy. Trong này nó bán hết anh ạ. Trong này bán hết. Ngày xưa là khu thương mại nói vậy thôi, nó di ra một cái. Còn để làm một cái góc của nhà máy dệt không chị? Đây chắc đây. Đây chưa bán được anh ạ. Nó chưa bán, nó ra hết. Phải giữ lại như kiểu làm bảo tàng. Không. Nó chưa bán được thôi. Nó mất tiền, nó chưa bán được. Đây anh này. Đấy cái lô đấy, phải xây đấy. Mấy cái đường này ngày xưa đi nhiều lắm đấy. Mình đi bộ đi. Thế mà hết sạch anh ạ. Đồ vổ đấy, đấy. Cửa cuốn đấy. Vì ở hai bên là nhà máy mà. Xong nó có những cái ống nóng mùa hạ mùa đông nó xì hơi ra nhờ thấy nhỉ. Nó xì hơi ra mùa đông nó xì, nó dẫn nước từ cái nhà máy nọ. 8 tỷ. Đi vất vả vào cái đường này. Lùng hết. Trông rất hiện đại nhỉ. Hồi trông rất hiện đại. Đấy, em Hà mua cái này. 8 tỷ một cái ạ. Kẹp thằng Giang này, Hải mua cái này đấy. Đang cho thuê. Xe buýt thằng Nam Định này có nhiều người đi không? Cũng nhiều rồi. Chủ yếu là huyện nhiều. Huyện nó đang thành phố chẳng.